Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay có một cái sản phẩm mới muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Đó chính là cái xe mô hình. Đây là một cái phiên bản rất mới của cái dòng xe Ford Raptor tại Việt Nam. Đây. Chiếc xe này thì đang được thiết kế theo tỷ lệ 1 trên 24 các bạn nhé. Tức là nó giữ nguyên mẫu của cái xe Ford Raptor đích thực. Và chúng ta có một cái mô hình như thế này. Cái này thì thật ra nó có rất nhiều cái hay. Các bạn nhìn, thứ nhất là nước sơn các thứ rất là cẩn thận luôn. Đó. Xe rất to nhé, và nhìn các bạn nhìn giảm xóc này. Đấy, như thật luôn. Đằng sau là như vậy. Hệ thống treo rất là tốt. Trên này chúng ta sẽ có cái lốp dự phòng này và cả cái giá nóc. Cái xe này thì ngoài những cái thiết kế như thế này, chúng ta còn có thể vừa trang bị trưng bày và cũng có thể vừa làm đồ chơi cho trẻ nhỏ được. Khi mà tôi ấn nhẹ đó, các bạn thấy không? Đèn sáng đi kèm âm thanh luôn đó. Với chiếc xe này nhá thì chúng ta có thể mở được cả hai cửa luôn này. Đó. Ngoài ra thì những cái chi tiết khác ví dụ như là cái mở được cả cốp sau này. À, các bạn thấy không? Sau khi mở hết này. Tôi nghĩ đây là một món quà trung thu rất là hay dành cho các bé trai, thậm chí là cho các ông bố luôn. Một mẫu xe như thế này để trên mặt táp lô ô tô hoặc là bàn làm việc thì cũng rất là thích mắt. Đó. Chiếc xe này thì đang được bán với giá là 249 ngàn thôi các bạn nhé, chỉ có 249 nghìn thôi. Và được free ship toàn quốc. Mọi thông tin về mua hàng thì các bạn vui lòng truy cập vào link mà tôi đã đính kèm ở phía dưới phần mô tả. Đó. Hãy đăng ký kênh để chờ đón những cái mẫu xe mới nhất mà kênh Channel Đồ Chơi này chúng tôi sẽ liên tục giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và các bạn chiêm ngưỡng lại, rất đẹp luôn. Rồi, ok, xin cảm ơn cả nhà nhá. Tôi xin phép dừng video tại đây ạ. Thank you.